Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Veloz Cross, chiếc xe MPV 7 chỗ ngồi đa dụng sản xuất và lắp ráp trong nước của bên phía Toyota mà trong video ngày hôm nay. Thời điểm dịp ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024, dịp đầu tháng mới nhất này, và Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý chị các bạn về chính sách giá bán hàng khuyến mại tại thời điểm đầu tháng này có sự thay đổi điều chỉnh mới nhất dành cho từng phiên bản của Toyota Veloz Cross. Những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện, về tặng bảo hiểm thân vỏ và mức giá lăn bánh mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm để ý theo dõi về cái chiếc xe này. Toyota Veloz Cross là một chiếc xe mà trong thời gian vừa qua cũng được rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta để ý quan tâm và lựa chọn, do hiện tại đây là chiếc xe sản xuất lắp ráp trong nước. Và hiện tại thì khi mà tính ra lăn bánh, chiếc xe Veloz này cũng đang có mức lăn bánh tốt bậc nhất ở cái phân khúc này, khi mà nó đang cạnh tranh với cả Mitsubishi Xpander, khi mà nó đang cạnh tranh với cả những cái dòng xe ví dụ như là Hyundai Stargazer hay là Suzuki XL7. Những cái tên mà mình vừa nêu trên đều là nhập khẩu tại Indonesia, cho nên là nó đang không được ưu đãi về giảm lệ phí trước bạ. Nhưng Veloz Cross thì các phiên bản phân phối của nó đều được giảm, và khi mà tính ra lăn bánh thì đâu đó chúng ta đang tiết kiệm được số tiền dao động từ 38 đến 41 triệu đồng tùy từng phiên bản anh chị nhé. Veloz Cross thì hiện tại đang có hai sự lựa chọn thôi. Một là Veloz Cross bản CVT thường, hai là Veloz Cross bản CVT top. Cả hai phiên bản thì đều sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước, và nó sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, vận hành nó cũng khá mượt mà và khá tiết kiệm nhiên liệu cho cái chiếc xe này. Vậy thì dịp đầu tháng 10 này, cụ thể chính sách của từng phiên bản có sự thay đổi về giá bán khuyến mại như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được và xem xét. Đầu tiên là chiếc xe Toyota Veloz Cross bản CVT thường. Bản này đang có mức giá niêm yết đề xuất là 638 triệu đồng thôi, 638 triệu. Giảm giá về tiền mặt là 39 triệu đồng anh chị nhá. Ngoài ra nữa, tặng thêm dán kính cách nhiệt, tặng thêm trải sàn da và tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ để chúng ta lựa chọn. Bảo hiểm được tặng, dán kính, trải sàn được tặng cùng 39 triệu đồng tiền mặt. Giá xe còn lại có 599 triệu đồng thôi. Và lăn bánh ở tỉnh của nó là 634 triệu, lăn bánh ở Hà Nội là 661 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh 654 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 634, ở Hà Nội là 661, và thành phố Hồ Chí Minh là 654. Đang được ưu đãi về giảm lệ phí trước bạ thì cái bản e CVT thường này đâu đó đang giúp chúng ta tiết kiệm được, ví dụ ở Hà Nội cũng lên tới 38 triệu đồng. Và bạn này nếu như có nhu cầu lấy trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 154 triệu, ở Hà Nội là 181 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 174 triệu đồng. Ở tỉnh là 154, ở Hà Nội là 181, và thành phố Hồ Chí Minh là 174 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Cái bản này là cái phiên bản tầm tiền dễ tiệm cận nhất của cái dòng xe Veloz Cross, nhưng mà những cái option trang bị, những cái an toàn cơ bản mình thấy rất là ok quý các bạn ạ. Máy thì 1.5 hộp số CVT rồi, dẫn động cầu trước rồi. Cả 4 bánh của bản CVT thường này đều được trang bị là phanh đĩa hết luôn. Ngoài ra nữa, cái đèn của nó, đèn pha cốt của nó cũng là dạng đèn LED nhá, và có tính năng auto tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng. Gương của nó, gương chiếu hậu cũng là gương gập điện chỉnh điện và có cục gương tự động luôn rồi. Ghế của nó thì chất liệu là ghế da pha nỉ. Cái hàng ghế thứ hai thì có thể gập 60-40, cái hàng ghế thứ ba thì có thể gập phẳng 50-50 luôn. Điều hòa của nó cũng là điều hòa tự động luôn. Màn hình giải trí của nó thì kích thước là 9 inch, cũng khá là to, dễ dùng, dễ thao tác. Số loa thì được trang bị là 6 loa, nó có cả sạc không dây luôn, có thể có cả camera nùi. Ngoài ra nhá, bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà Toyota cũng trang bị tới 6 túi khí cho cái phiên bản này luôn. Đó là bản CVT thường. Thế còn phía trên bản CVT thường là CVT top. Bản top của nó thì đương nhiên nó option sẽ nhiều hơn và mức giá nó cũng cao hơn. Giá của nó đang là 660 triệu đồng. Giảm giá về tiền mặt dịp đầu tháng 10 37 triệu đồng. Có tặng dán kính cách nhiệt, có trải sàn da và có 1 năm bảo hiểm thân vỏ nhá. Bảo hiểm thân vỏ thì vẫn được tặng. Giá xe còn có 623 triệu cho bản top này thôi. Lăn bánh ở tỉnh mình có nhầm qua là 660 triệu. Ở Hà Nội là 687 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 680 triệu đồng.
ở tỉnh là 660, ở Hà Nội là 687 và thành phố Hồ Chí Minh là 680 theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Và giá lăn bánh này đương nhiên có 1 năm bảo hiểm Tân Vỏ vì chúng ta đang được tặng. Và nếu như mà có nhu cầu lấy trả góp bản top này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 160 triệu, ở Hà Nội là 187 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 180 triệu đồng. Ở tỉnh là 160, ở Hà Nội là 187 và thành phố Hồ Chí Minh là 180 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Lên được cái bản top này thì cái la răng, kích thước la răng của nó to hơn 1 inch đấy, nó là 17 inch. Cái bản thường kia thì nó là 16 inch thôi. Nó có thêm những cái tính năng an toàn trong gói Toyota Supercell. Ví dụ như là cảnh báo tiền va chạm này, cảnh báo lệch làn rồi, rồi là đèn pha của nó sẽ là đèn pha tự động thích ứng thông minh, tự động điều chỉnh pha cốt luôn. Ngoài ra thì có cả kiểm soát vận hành chân ga, rồi là có cảnh báo xe phía trước khởi hành. Ngoài ra nữa thì có thêm cái camera 360 độ anh chị ạ. Đó là cái phiên bản top. Vậy thì đó là hai cái mức giá của hai phiên bản Veloz Cross tại thời điểm dịp đầu tháng 10 này. Chiếc xe đang được ưu đãi về giảm lệ phí trước bạ. Vậy thì anh chị nào mà quan tâm theo dõi về chiếc xe này có thể qua xem xe, lái thử, trải nghiệm thực tế bằng cách cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam